sàng lọc ung thư cổ tử cung và tiêm phòng virus HPV nên hay không? Tại Việt Nam, theo báo cáo của HPV Information Center năm 2018, ung thư cổ tử cung là căn bệnh ung thư phổ biến thứ ba ở phụ nữ trong độ tuổi 15 đến 44. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 4.177 ca mắc mới và 2.420 ca tử vong do ung thư cổ tử cung. Bệnh nhân ung thư cổ tử cung phải chịu nhiều hậu quả nặng nề như suy giảm sức khỏe, có nguy cơ vô sinh, suy kiệt về tài chính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và hạnh phúc gia đình. Trước tình hình đó, tại Hội nghị khoa học vai trò của tiêm phòng trong chiến lược dự phòng HPV dưới sự Hội học dự phòng Việt Nam và Viện Pasteur TP.HCM vừa diễn ra, các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích về việc phòng ngừa ung thư cổ tử cung. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh 99,7% nguyên nhân gây ung thư cổ tử cung có liên hệ chặt chẽ đến virus HPV. Bệnh không xảy ra đột ngột mà diễn tiến âm thầm, kéo dài từ 5 đến 20 năm và gây tổn thương lớn đến tử cung. Triệu chứng ung thư cổ tử cung thường khá mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa khác. Do đó, nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, bệnh nhân phải phẫu thuật cắt bỏ 1/2 toàn bộ tử cung. Điều này nhiều khả năng tước bỏ quyền làm mẹ của người phụ nữ. Bệnh cũng có nguy cơ gây tử vong khi ở giai đoạn cuối. Hiện bệnh chưa có thuốc đặc trị. Cách phòng ngừa bệnh đơn giản và hiệu quả nhất là tiêm phòng virus HPV đi cùng với tầm soát định kỳ. Với tiêm phòng vaccine, nữ giới trong độ tuổi 9 đến 26 tuổi nên tiêm phòng HPV vì đây là thời điểm vaccine hiệu quả nhất. Tuy nhiên, phụ nữ đã có gia đình, đã quan hệ tình dục vẫn có thể tiêm phòng HPV. Nếu chưa quan hệ tình dục, các chị em có thể tiêm phòng HPV mà không cần làm thêm xét nghiệm. Nếu đã quan hệ, chị em nên đi khám phụ khoa để các bác sĩ tư vấn làm xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung và chỉ định cho tiêm nếu còn trong độ tuổi. Tất cả các chị em phụ nữ nên được khám sức khỏe sàng lọc trước tiêm để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Lưu ý những đối tượng không hoặc chưa nên tiêm. Nhạy cảm với men hoặc bất cứ thành phần nào của vaccine. Đang bị sốt cao cấp tính, nhiễm trùng ở cấp độ vừa hoặc nặng, điều trị dứt điểm mới bắt đầu tiêm vaccine. Bị giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu hoặc đang dùng thuốc làm loãng máu. Đang có thai hoặc đang cho con bú. Đang điều trị kháng sinh hoặc một số thuốc điều trị bệnh cấp tính. Bộ ba chìa khóa vàng đẩy lùi ung thư cổ tử cung bao gồm chủng ngừa, sàng lọc tầm soát và điều trị sớm. Chủng ngừa HPV là chìa khóa đầu tiên, quan trọng nhất cho đáp ứng miễn dịch cao và hiệu giá kháng thể bảo vệ lâu dài. Chìa khóa thứ hai là sàng lọc tầm soát, khám phụ khoa định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ sản khoa để phát hiện những thay đổi sớm nhất trên bề mặt cổ tử cung để điều trị tại chỗ trước khi có những biến đổi nguy hiểm. Ung thư cổ tử cung cần phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Nếu không may mắc bệnh nhưng được phát hiện sớm, điều trị đúng cách sẽ giảm biến chứng nguy hiểm, áp lực tâm lý và bảo tồn chức năng sinh sản.